Hello. Chào mọi người, buổi sáng mọi người đã thức dậy chưa? Em đã thức dậy rồi, giờ được lại sớm luôn. Ăn thì ngon không? Ủa? Ta trở nên ngu muội vậy trời. Mọi người thấy chưa? Sáng nay em đi với bạn em nè, ghét chưa? Con nhà ơi, ăn hết là ngon. Quyền ăn có ngon không? Hôm nay hả? Hôm nay chị đi quay phim, cho nên phải dậy rất là sớm để tránh kẹt xe. Con chào bác Lợi nha. Dạ con khỏe. Có chết buổi này thật là vui. Không, đeo. Thôi hỏi đi. Đeo cho đẹp. Quay phim con mèo không biết chị quay ở Tân Phú. Mọi người đã dậy chưa? Dậy sớm thế quá mọi người ơi. Chân mày tự nhiên của chị đó. Ăn sáng thanh hủ. Chị tóc này để dài chút xíu nữa được không? Để mái con cuốn này chút xíu nè. Để chảy phồng lên. Phía sau dài chút xíu. Kiểu hen. Không để tóc dài đâu, để tóc dài nực lắm mà dơ nữa. Cưới, chị có tham gia biểu mặt cưới hả? Có. Tôi dẫn mà tôi không biết. Có khóc không? Chửi Nguyễn Thị Ngọc Trai. Mua Ngọc Trai cho mẹ không?
Dạ. Đẹp trai quá trời. Nam Nguyễn, anh cảm ơn em nha. Giờ để dặm son lại cái đó. Hả? Có tâm không chị yêu? Em xin cái tâm với. Bùi Trung Thuận, good morning em. Dạo này em có khỏe không? Không có tâm luôn. Xui. Không có phê em đi mua cho. Ăn trước nè. Mệt không, nằm nghỉ chứ ghế đi. Nay đi quay gì vậy? Nay thì chị được mời vai cameo. Trời ơi, đang nghèo khổ mà được vai cameo đã dễ sợ. Đang là một con đảo nghèo khỉ đó mọi người. Xong cái được một cái shop cũng mừng. Sống được mấy ngày trả tiền nhà nay chứ đẹp vậy. Every time đều như vậy em à, thấy không nè, để tiền bỏ này không. Tháng 6 trở lại nhưng mà chị chưa biết nữa, tại vì bây giờ dịch về nè, không biết. Hôm nay chị đi với bạn chị. Okay. Là phục trang á, phục trang vậy để mang một đống đồ lên. Xong rồi tôi diễn viên mặc cái nào bữa nay chuẩn bị. Bây giờ đang thật sự là rất là sợ là cái áo thun mình mặc không vừa. Thì mọi người có nghe cái vụ mà đây mình đang nói, mình không thấy nào không có ăn nhập với nhau hết, nhưng mà mình cảm giác như là không biết là mình nói gì có nên hay không. Nghĩa là cái chuyện mà nghệ sĩ biết ơn khán giả hay không nên mang ơn gì không, mình thấy như vậy nè, mình thấy cái đó đâu cần tranh cãi đâu, cảm nhận của mỗi người thôi. Nói với lộ là luôn luôn phải biết ơn mới đúng, tại không có khán giả sẽ có mình, đúng không mọi người? Không có khán giả ai coi sản phẩm của mình, nhưng mà nói nào nghe phải nói đi nói lại, khán giả cũng cần đến nghệ sĩ để mà giải trí, đó là như có nhu cầu qua lại mình cũng bình thường. Phân tích chi cho sau, tại vì nếu mà tất cả mọi vấn đề nếu mọi người phân tích sau nó đều có cái lỗi hết á, chứ không đơn giản gì đâu. Mọi người để ý đi, cái gì vậy? Em thích cái cách suy nghĩ của một khán giả, có một anh kia đem tiền lại cho đoàn, cho mỗi người mấy trăm gì đó. Thì anh nói là mình đó mình không có nhận, có nghĩa là bạn giao một cục gì nè, xong rồi chia, mình phải có trách nhiệm mình chia lại cho mọi người. Mình đó không nhận, mà lý do mình không nhận bởi vì mình thấy là mình không có làm cái gì cho anh để nhận tiền. Thì anh nói, ủa anh khi mình tới mỗi đêm coi lô tô anh được xem văn nghệ miễn phí mà, hột bẹt hơi nhỏ không? Tại vì Cưng không có am hiểu về ngọc trai, đây là hộp 8 ly, Alex 8 ly nha. Đó, hộp 8 ly. Chứ không, cái này không phải là hộp nhựa nha. Chị muốn quen sợ hộp nhựa. Nghe Alex, Les. Hay gọi là Les. Đúng rồi, có nghĩa là có cung được có cầu thôi, thì nghệ sĩ cũng do họ cũng cung cấp dịch vụ sản phẩm của họ cho nhu cầu giải trí của khán giả, đúng không? Thì khán giả thật sự họ yêu thương nghệ sĩ thì họ nghệ sĩ mới nổi tiếng được, cho nên điều đó là điều đương nhiên. Nên không có nói là có nhiều người nói là gì con thường, không thật sự là họ đâu có coi thường khán giả, mừng có khán giả mừng gần chết cái gì coi thường.
hay là không có biết ơn khán giả mà. Nói chung là nhu cầu qua lại thôi, cũng giống như bác sĩ với là bệnh nhân, cũng giống như là những người làm những ngành nghề khác thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều quá, nó mất vui. Chi tiết nhiều quá cho công việc của mình thì nó không có suôn. Bữa nay thứ tư ha, à, mai mốt phát rồi. Vậy ngày mai anh chừa hình là ngày mai anh chạy cái nữa nha. Hello hãy chiều. Không, ngày mai cũng có đoạn anh tập á. Cắt cắt một khúc thôi. Nhóc chưa nè, hình nhóc chưa. Thế hả? Đi xa không đi quay hả? Ủa đi quay, mùa này chỉ được đi quay là mừng rồi. Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo. Mọi người thấy thấy như thế nào ạ? Mọi người thấy cái túi của em hôm nay như thế nào mọi người? Là cái túi ạ. Xích sắc không ạ? Bơm nó về ạ? Hôm nay thứ ba á chị. Ủa hôm nay thứ ba hả? Thứ ba hả? Thôi bữa sáng nó chị vui vui vậy thôi nha. Ớt thì mọi người. Bye.